không anh? Dạ, nó quay bình thường thôi. Chưa đưa vô nữa bác. Đúng rồi, nó ra bao xong rồi cũng nhạy nhè. Chưa thì nó không báo lần xong rồi đâu. Đấy. Nó lắp một mất gì đấy. Nhạy quá. Vừa mới mở ra thôi chưa kịp làm gì hết rồi đã ok rồi. Bạn 5 người thì ngồi chỗ nào đấy? À 5 người ngồi đây. Ok rồi đây. Yeah.